Thì đây mấy bạn chuẩn bị coi mình biến thành nó nha, bạn coi nè. 1 2 3. Bùm! Đó, mấy bạn thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Tôi đã biến thành nó. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và xung quanh mình xin giới thiệu bạn, đây chính là đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Ok bạn ơi, thì bạn đang thấy nè, hiện tại nè, ở xung quanh mình đang có gọi là rất là nhiều thành viên của Hero Team luôn bạn ơi. Và có một bạn nhìn rất là lạ nữa, bạn thấy không? Có một bạn lạ ơi là lạ nè, đây mình sẽ cho bạn xem nha. Đây, xin giới thiệu bạn, đây chính là Naobi các bạn ơi. Có nhiều bạn nhìn bạn này sẽ tưởng là bé cam nhưng không phải nha. Bạn này cũng màu cam nhưng không phải là bé cam đâu nha các bạn nha. Có bạn nào biết Naobi không? Nếu như bạn nào biết Naobi thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Thì hôm nay nè bạn ơi, mình đã mời tất cả các thành viên của Hero Team cộng thêm bé Naobi vào trong đây để chơi chung với mình một con map rất là hay luôn bạn ơi. Đó bạn thấy không? Xung quanh bọn mình đang tối thui các bạn ơi và có rất là nhiều máu luôn, bạn coi nè, thấy chưa? Quá trời máu luôn. Trời ơi, nổi hết da gà bạn ơi. Hả? Các bạn biết tại sao ở đây có nhiều máu như vậy không? Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò mini game có tên là triệu hồi mèo hoạt hình kinh dị. Đó, có bạn nào biết con mèo hoạt hình dạo này đang rất là hot trên YouTube không? Thì đây mấy bạn chuẩn bị coi mình biến thành nó nha, bạn coi nè. 1 2 3. Bùm! Đó, mấy bạn thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Tôi đã biến thành mèo hoạt hình siêu kinh dị nè, bạn coi nè. Đó, cái đầu của mình nè. Nhìn thấy không? Một hàm răng cười cực kỳ đẹp luôn. Xin giới thiệu con gái kem đánh răng tài trợ chương trình này. Đó. Đó, bạn thấy không? Và cánh tay của mình đang rất là bự nè, bạn thấy không? Đó, dương bự ra nè. Đó. Mấy bạn thấy mình đáng sợ chưa nào? Thì hôm nay nữa bạn ơi, mình sẽ cùng với các thành viên của Hero Team, chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi chính là gọi là trốn tìm mèo hoạt hình nha. Có nghĩa là mình sẽ đóng vai con mèo hoạt hình kinh dị và mình sẽ đi kiếm mọi người và sau đó mình sẽ giết tất cả mọi người. Nếu như bây giờ mình kiếm được hết tất cả mọi người thì mình sẽ là người giành chiến thắng. Đó, rất là đơn giản thôi. Ok, mọi người đã sẵn sàng chưa? Dạ. Ok. Sẵn sàng rồi đúng không? Ok ok. Nhìn anh dịch là thèm rồi, mình sẽ bắt anh dịch để làm dịch quay các bạn ơi. Chị dịch. Chị mà làm sao vậy? Ok, rồi, bây giờ Phong sẽ kiếm một cái chỗ đó, Phong úp mặt vô tường nha. Còn mọi người sẽ đi trốn nha, tìm chỗ trốn nha. Ok, rồi, úp mặt vô tường nè. Rồi, ok, Phong đếm nha. Ok, rồi, đếm nè. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 100. Ok. Rồi, ok. Hãy xem mèo kinh dị đi kiếm người đấy bạn ơi. Mình sẽ đi kiếm, mình gặp ai, mình sẽ giết người đó. Chào bạn. Mình mới đứng đây từ chiều. Đừng giết mình mà. Đứng đây từ chiều. Từ chiều nè. Này thì từ chiều nè. Này thì cho đứng đây từ chiều hả? Không cần đánh mấy bạn ơi. Mọi người ơi. Mấy bạn ơi, mình không biết gì luôn nha. Tự nhiên mình đang di chuyển, mình chưa kịp làm gì hết, có người ta đứng dậy. À mà khoan, mình nói trước nha, cái trò này á là mọi người trốn là mọi người cũng có thể chạy nữa nha, không có nhất thiết là phải đứng im chỗ nha. Ok. Được tại vì rồi. Mình sẽ thấy được tên của mọi người mà đúng không? Ok, hình như mình thấy tên của ai nè. Chạy hả em? Em chạy đi đâu hả em? Đứng lại. Naobi hả Naobi? Chạy đâu cho thoát hả Naobi? Siêu tốc độ. Ê, mình chạy nhanh quá bạn ơi, mình chạy nhanh quá. Nào tự chết rồi. Ủa sao nào tự chết rồi? Ủa kìa, sao yếu? À không sao, chừng nào mà do chính tay anh giết thì nào nào mới thua, hiểu không? Nào yên tâm. Ok, giết heo nè. Hơi. Phục, đứng lại. Đứng lại. Này thì trốn này. Ok. Không không giỏi vậy ta. Hai người chết rồi bạn ơi. Ok, rồi tiếp nha. Ê bạn ơi, hình như mình thấy có cái tên của ai nằm trên cây các bạn ơi. Minh Từ dịch đực. Làm gì có ai đâu, trời ơi, người ta đi tàu, người ta trùng dưới nước á. À vậy hả? Vậy để em leo lên cây để xem có ai với nó không nha. Ok, vậy đây, em leo lên cây nha anh. Ơ, leo làm sao được, trời ơi, mấy con mèo chân ngắn làm leo được. Leo con mèo, leo nè. Ok bạn ơi, mình đã giết được ba người rồi. Ok, để coi người tiếp theo đâu. Cái này không phải nhất thiết phải trốn tìm mấy bạn ơi. Cái này còn gọi là một cái trò giống như là mình rượt đuổi nữa bạn hiểu không?
Ủa dịch, anh chết rồi, ai cho anh hồi sinh? Ở đây anh chết rồi. Ok rồi, dịch nằm im đó nha, không được đi đâu nha. Ok. Rồi người tiếp theo. À, mình thấy tên Sammy rồi đó bạn ơi. À, chạy đâu thoát. Chắc chạy luôn á. Mấy bạn hãy coi sức mạnh của mèo ma đó, bạn bạn coi mình nè. Từ từ nha. Đó, ông phải cho tôi thời mấy gian. Mấy bạn coi mình nè. Hơi. Hứa, siêu tốc độ. Mèo, mèo, mèo mèo. Ai Sam ơi, tính ra bà trang gian quá ha, bà lấy luôn con rồng bà bay lên trời luôn vậy, ai ai mà đuổi được bà, vô văn quá, đứng lại, chém. Không, Sammy trang gian nha, Sammy đứng lại, Sammy không được chạy, Sammy không được chơi rồng nha, Sammy trang gian quá, đứng lại, rồi chấp chạy trước luôn á, hãy xem đây, mèo siêu tốc độ, hơi, phum, phum, đó, mấy bạn thấy mình chạy nhanh chưa, ok, Sam nè, hứa, Sam nè, ok. Chết luôn rồi bạn ơi. Ủa còn ai nữa không ta? Còn ai nữa không nhỉ? À, Si Văn Rô. Còn Si Văn Rô bạn ơi. Đúng rồi, còn Si Văn Rô. Quên mất Siro rồi. Siro ổng thường hay chơi cái trò hay dụ ông bắt cua bạn ơi. Để mình xem coi ổng đâu ta. Rô ơi, không tìm được anh. À, chắc em tìm được anh luôn hả? Ok, Rô đâu rồi ta? Rô ơi, chắc luôn. Rô ơi, Rô à, Rô ăn thôi bỏ đi. À, Rô đâu rồi? Rô khoan, hình như mình thấy có huy hiệu của ai trên đây. Mình thấy có cái hiệu của ai trên đây. À, mình thấy có cái đầu của ai trên đây nè. Trời ơi, Rô nè. Mình giết được Rô luôn rồi bạn ơi. Quá đơn giản, trời. Thấy không, gặp mèo ma mà không chịu chạy là chỉ có chết mà thôi. Bởi vì là mình là một con mèo chạy rất là nhanh. Mấy bạn ơi, bạn coi mình nè. Ui, veo, veo. Trời ơi, ok. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ sẽ là đến màn tiếp theo nha. Để coi màn tiếp theo ai sẽ đóng vai làm con mèo đây bạn ơi. Ok, bắt đầu thôi. 1 hour later. Ok bạn ơi, thì trận vừa rồi mình đã được đóng vai làm con mèo hoạt hình siêu kinh dị các bạn ơi. Và trong trận này người nào sẽ được đóng vai mèo mèo hoạt hình đây? Anh em kiểm tra lại kho đồ, có ai cầm được con mèo không? Có ai không? Có ai không? Ai được mèo hết á. Ơi, chẳng biết gì đâu, ai biết gì gì vậy? Trời ơi bạn ơi, anh Dịch được làm mèo rồi bạn ơi. Rồi xong, anh Dịch từ con Dịch đã hóa thành con mèo rồi bạn ơi. Ok, rồi bây giờ Dịch đeo cái bộ đồ con mèo vô đi. Đeo vô. Trời ơi, dân phòng kẹo quá, bị bắt làm mèo rồi. Đeo vô. Đeo vô. Ui, mấy bạn ơi, bạn coi kìa, anh Dịch đã biến thành con mèo rồi bạn ơi. Ôi nhìn kinh dị vãi. Ok rồi, bây giờ Dịch lại, Dịch úp mặt vô cái cây cột đi. Rồi bọn em trốn, rồi sau đó Dịch đi kiếm. Ok, rồi mèo chính chính. Ok, để đây chứ. Sẵn sàng. Rồi, 1 chạy, 2 chạy anh em ơi, chạy. Ok, 3. tìm chỗ núp nha. 10, liên kiếm. Cái gì 1, 2, 3, 10 là sao? Tao la hồi nãy, cho luôn, chấp luôn. Ok rồi, dịch đi kiếm đi, bây giờ bọn em sẽ đi trốn nha. Ok bạn ơi, bây giờ chúng ta phải kiếm chỗ nào đó thật là kín để chúng ta trốn bạn ơi. Lê. Bây giờ mình nghĩ rằng là... Hãy lâu không? Ê, dịch ơi, bình tĩnh anh ơi, đợi em xíu, em chưa trốn mà. Không, mà mình là hội anh em thiện lành mà mình sẽ đi giết mình con gái trước, có mình thì... Ừ, đúng rồi, hợp lý á. Mr. Dịch quýnh con gái, hợp lý á. Được anh. Quýnh con gái hợp lý à, đúng quýnh con gái đi. Ok. Anh ơi. Dịch ơi, em thấy có tên mèo Simmy ở trên cây cột này nè anh. Đúng rồi, có cái tên mèo Simmy ở trên cây cột kìa anh. Bắt đi anh. Đây đặt đầu đều liều. Ok bạn ơi, Simmy đang bị bắt rồi, xong chết Simmy rồi. Simmy. Ê Simmy nhảy ra, Simmy nhảy ra. Dí theo. Rồi xong. Rồi chị Simmy có ai không nhảy xuống xuống hố rồi. Ủa rồi, xin rồi. Xin đâu? Nhảy xuống hố rồi. Chết qua rồi. Ôi. À không, cái này là chết, cái này là hồi sinh được nha. Chừng nào mà chết do anh giết mới được. Ok. À, anh tìm một đứa đầu vàng giống anh ở dưới hố hay thôi. Ờ gì? Cái đứa này đầu vàng. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Rồi xong Naomi, chạy đi Naomi, rồi xong chết Naomi rồi bạn ơi. Naomi là rồi. Chết Naomi rồi. Wow, con mèo ơi, ta là con mèo tên này. Ơi cha. Nhớ cái mèo à. Rồi chết Simmy rồi. Rồi. Rồi xong. Ui. Không ơi, con mèo này nó vươn tay to mà em tát phát chết luôn. Anh ơi, anh đừng nhìn em không có thiện cảm với loài mèo. Đừng đi theo em anh ơi. Dạ, Phong à, nhìn anh nào. Đừng, em không giỡn nha, em không giỡn nha. Em không giỡn. Bảy anh ơi, em không giỡn. Mèo thùng, cuối rồng. Mèo thùng, cuối rồng nữa. Ôi dạ, bây giờ mình chơi đi, giờ chơi quýnh bằng tay không nè, anh dám không, dám solo bằng tay không với em không? Solo luôn, vô ai? Solo luôn,
Ok nè, chơi luôn à. Ok, mình xuống á. Mình không sợ con mèo nữa bạn ơi. Giờ mình xuống mình solo, mình khô máu với con mèo nè. Ok. Thôi thôi, giờ không chơi tay không nữa, giờ chơi cung đầu thằng thằng không? Không, cái đầu anh bự vậy cũng như người em chết rồi sao? Tào lao. Ok. Ok. 1 2 3. Lại đây, cái tay bự cỡ nào? Tay của người bự cỡ nào? Ê ê ê ê ê. Ta là chúa tể cho thêm mạng nữa. Ra đây này. Ôi chấp chấp thêm mạng hả? Ok, chấp thêm mạng nữa. Rồi ok. Solo. Anh đâu? Anh đâu? Đây anh đây. Thì anh lao cho em là gì? Anh lao phát một à? Phát một. Đâu? Hey. Đây. Wow. Ôi, nhanh vậy. Ôi. Dịch. 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 Ủa ta. Ủa dịch. Chạy 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 chạy. Tiêu công. Anh đâu phát cận. Ôi. Ôi. Anh dịch nhanh quá bạn ơi. Chết mình rồi. Toan rồi. Toan rồi. Toan rồi. Chạy 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 chạy. Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Đố anh bắt được em. Ơi. Đi nhanh vậy. Đi nhanh vậy. Phong. 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 Ra đây ra đây. Phong cận nè. Ok. Chạy lại. Sao anh anh chạy nhanh quá em né. Lại đây. Lại đây. Nhìn anh nhìn đây nào. Ghê chưa? Lại đây, lại đây, có giỏi xịt 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 lại đây. Đố anh bắt được em. Giết em đi anh. Ơi ơi ơi. Né. Giết em đi anh. Né nè. Ơi ơi ơi. Né. Ơi. Ôi. Ông tận. Ông tận nè. Ta là con mèo mạnh nhất. Rồi xong. Thua rồi bạn ơi. Ok các bạn ơi, thì vừa rồi mình đã cùng với anh Dịch, cùng với các thành viên của Hero Team và cùng với con mèo ma này, bọn mình đã cùng nhau gọi là trời ơi con mèo nhìn nó ghê quá bạn ơi. Con mèo nhìn ghê lắm luôn á. Trời ơi. Ok. Thì mình nghĩ rằng là video này cũng đã dài lắm rồi. Thì các bạn có thấy thích con mèo này không nào? Nếu bạn thích con mèo này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hộ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Đó, thì nói chung là con mèo nhìn nó ghê thiệt các bạn ơi. Nhìn cái mặt của nó hơi là mình thấy sợ rồi đó. Trời, cái tay nó còn quẩy vẫy vẫy nó chào nữa kìa. Ui, nó biến to các bạn ơi. Trời ơi, nhìn ghê các bạn ơi. Thì ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em phải nồi. Tạm biệt, bye bye.